Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Suy niệm. Hạnh phúc luôn là điều mà người ta kiếm tìm và khát khao có được. Cái nhìn về hạnh phúc của mỗi người thì khác nhau. Có người coi tiền của, công danh, quyền lực là điều kiện để có hạnh phúc. Có người cảm thấy hạnh phúc là khi con cái thành đạt, ngoan ngoãn, hiếu thảo. Đó là hạnh phúc nhìn dưới khía cạnh con người. Chúa Giêsu đề cập tới một mối phúc lớn hơn tất cả những thứ đó. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Lắng nghe và tuân giữ lời Chúa đem lại hạnh phúc thật, hạnh phúc nước trời. Để đạt tới hạnh phúc này không hề dễ, bởi giữa những ồn ào náo nhiệt với bao thú vui và hấp dẫn của cuộc sống này, đòi hỏi chúng ta cần có một đôi tai thính, một sự thinh lặng cần thiết để lắng nghe lời Chúa. Thêm vào đó, chúng ta cũng cần khả năng phân định để biết chọn lựa để sống theo tiêu chuẩn của tin mừng. Lạy Chúa, chúng con vẫn mải mê chạy theo những thứ hạnh phúc của thế gian mà không nhận ra và tìm kiếm hạnh phúc thật. Xin giúp chúng con hằng khát khao và gắn bó với lời Chúa, để từng ngày chúng con được biến đổi và đạt tới hạnh phúc thật Chúa hứa ban.